Dũng Quế 4 xin kính chào cả nhà. Sang lại quay trở lại với cả nhà. Hôm nay Sang có khuyến mãi cực lớn luôn. Thì hiện tại là Sang đang trong quá trình là sale tồn kho. Cả nhà nhớ đón xem Dũng Quế 4. Và nếu mình mới xem biết đến kênh Dũng Quế 4 thì mình bấm nút đăng ký để xem những cái video sale đây tới tuần tới, nguyên tuần này ha. Tại vì nguyên tuần này Sang đang chuẩn bị là dọn sửa chữa cái nhà, cho nên là sẽ có cái khuyến mãi rất là hấp dẫn cho cả nhà khi chốt đơn. Thì cái lượng hàng thì Sang cũng không còn nhiều cái mặt hàng. Cái mặt hàng này Sang giới thiệu đây là còn, và cái nào trên web nhiều khi cả nhà xem nó không còn, là hiện tại thì Sang chưa có về kho nhiều nữa. Hết năm nay luôn á cả nhà. Nói chung là hết năm nay qua năm sau thì ổn định lại thì bắt đầu Sang mới có nhiều mặt hàng hơn. Bây giờ trước tiên là một cái bơm hơi bằng tay của Furupla, bơm hơi xe đạp. Cái bơm này rất là gọn luôn. Bơm nội địa Nhật nha cả nhà. Cái này chúng ta sử dụng bơm xe đạp, bơm xe máy nè đó. Thì cái bơm xe đạp với cái bằng bằng tay á, với cái bằng máy á, người ta có, bây giờ người ta có cái loại là sử dụng pin. Thì cả nhà nghĩ là pin nó sẽ nhanh tiện lợi phải không? Nhưng mà nó có một cái là nó thua cái bằng tay. Tại sao người ta vẫn sử dụng, người ta vẫn bán cái bơm bằng tay? Cái bơm bằng tay là chúng ta sử dụng rất là lâu. Tại vì thường cái bánh xe của chúng ta nó xẹp, nó không phải là lúc nào nó cũng xẹp. Năm tức là 10 bữa, nửa tháng, thậm chí là cả nửa năm gì đó, nhiều khi chiếc xe chúng ta nó mới xẹp. Cái máy pin nó thuận tiện, nó tiện lợi thiệt. Chúng ta nghĩ là nó mua có 300 mấy, 400 ngàn gì đó, 500 mấy gì đó, một cái là chúng ta có thể bơm 1 phút 30 giây là nó sẽ đầy rất là nhanh gọn, bấm nút cái là bơm. Nhưng mà nó hư. Tức là chúng ta sử dụng, lúc mà chúng ta sử dụng thì nó rất là êm, rất là nhanh, gọn, lẹ, và cắt giữ nó cũng gọn nữa. Nhưng mà nó trong quá trình chúng ta để 1-2 năm là nó hư pin. Thứ nhất hư pin, thứ hai cháy nổ ha. Cái pin đó là dễ cháy nổ, để lâu chúng ta sạc nó sẽ dễ bị cháy nổ. Đó là cái phần đầu tiên mà chúng ta không thấy cái nhược điểm của nó. Cái nhược điểm của nó là chúng ta để lâu nó sẽ hư, chứ nó không phải như cái bơm cơ đó. Thì tính ra cái tần suất sử dụng đó là chưa chắc gì bằng cái bơm tay. Cái bơm tay tuy là chúng ta phải sử dụng bằng tay, chúng ta sục thục, và nó không gọn bằng một cái bơm máy. Cái bơm máy bây giờ nó tích hợp một cục pin như nè, rất là gọn luôn, bấm nút cái là nó bơm tạch 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 là xong. Nhưng mà nó sẽ không có bền đâu cả nhà, nó không có bền. Chúng ta nhiều khi chúng ta cần nó đem ra bơm thì nó lại hư. Còn cái này tuy là nó cơ bản, nó đơn giản, chỉ bằng thục bằng tay thôi, thục bằng tay như thế này thôi, nhưng mà nó lại là rất là ok khi chúng ta sử dụng, nhanh gọn lẹ. Để mà 50 năm là nó cũng không có xi nhê gì với những cái loại này ha. Thì đây là một cái mẫu của Furupla là cái bình nhựa Sang đang bán đó. Chúng ta có thể lên website của họ cũng có thể thấy cái mẫu này luôn. Nó là bằng nhựa nha cả nhà, rất là nhẹ, nhựa dày và bơm rất là gọn như thế này. Nếu mà là xe đạp thì nó sẽ cho mình một cái dây để chúng ta treo lên trên cái sườn xe này cả nhà, treo lên cái sườn xe đó để mà bơm, để mà chúng ta treo cái bơm cặp cái sườn xe đó. Và ở đây nó trang bị cho chúng ta tổng cộng là 4 cái đầu vòi khác nhau. Một cái đầu vòi để chúng ta có thể bơm cho những cái thiết bị, những cái dụng cụ, những cái như là trái bóng nè đó, trái bóng ha, nói chung là cái gì mà nó nhỏ như nè bơm. Rồi vòi dùng để bơm xe đạp, các loại vòi xe đạp, bơm xe máy đó. Cái này á nó nhỏ gọn, lực bơm thấy gì chứ nó không có nặng. Bởi vì khi chúng ta đưa vô chúng ta bơm thì cái hơi nó đi vô và cái hơi tống ra thì nó đã khóa lại rồi, cái vòi này nó đã khóa lại. Tức là chúng ta bơm vô, ta buông ra thì nó vẫn phá lại ha, vẫn phá lại. Đó, cho nên là cái việc là đẩy bơm như thế này nó nhẹ.
Còn những cái bơm ngày xưa á, thì nó không có cái khóa đi, chứ là chúng ta bơm vô thì nó nhả ngược lại cái tay này, thì thành ra là chúng ta bơm rất là nặng. Đó là lý do cái này nó sẽ tiện lợi hơn, nó sẽ khóa lại như này. Chúng ta vặn cái nút này nè, ở đây trên này nó để open blow nè, khi chúng ta cắm vô chúng ta cắm sát vô, chúng ta đè khóa lại thì nó sẽ giữ cái hơi rồi, và chỉ cái việc là bơm vô thôi ha. Cái này á, kích thước của nó, tổng chiều dài của cái bơm này là 39,5 cm. Khi chúng ta sử dụng xong, ta đẩy dây vô, ta để ở đây và khóa nó lại, thì cái dây này nó sẽ không có tuột ra, nó đã khóa lại đó. Còn chúng ta muốn cầm tay chúng ta bơm được, hoặc là bật cái này ra, ta để dưới chân chúng ta bơm ha. Rồi cái đường kính của cái ống này nó cũng nhỏ thôi, nói chung là rất là gọn. Cái này là thấy là nó cũng gọn dữ lắm rồi. Đường kính của nó 25 ly thôi, bơm vài cái là nó xong một cái bánh xe. Hàng Made in Japan nha cả nhà, Made in Japan của Furupla, Furupla thương hiệu nội địa Nhật. Rồi mình chốt dùm sang cái bơm này hôm nay, sang khuyến mãi. Khuyến mãi là cả nhà chốt ngay để em thôi, không còn. 980.000 là giá của cái bơm này, sang khuyến mãi giảm 40%, 40% nha, giảm 40%, còn 588.000, không bao với cả nhà luôn, không có đâu mua được cái này giá này, mua bằng một cái giá bơm của hàng bãi. 588.000 chuyển khoản bao ship 588.000. Kế đến là một cái nhà nhắn dùm sang cái bơm này là cái bơm mã là 940, nô 940 đó, nô 940. Khi giao cho cái nhà là nó sẽ có một cái bơm 588 là rẻ hơn mấy anh mua hôm trước mua nữa đó. Một cái bơm và hai cái sợi dây để chúng ta đeo nè, đeo trên cái sườn xe á. Cái này là cái bát để chúng ta giữ rút lại, và tổng cộng có 4 cái đầu bơm ở đây, 4 cái đầu bơm. Bơm cho các loại bánh xe. Kế đến là một cái combo duy nhất, một nó có một combo. Cái combo này là gồm một cái bộ vít này, bộ vít này là bộ của SK11. Nó được gia công hình như là ở China. Xem coi cái hộp đâu rồi. China chứ không phải là Nhật, nội địa Nhật, mà là sản xuất ở China. 30 chi tiết. Gồm có là những cái đầu khẩu 6, 7, 8, 10, 12, 13. Rồi có hóa thị T8, T10, T15, T20, T25, 27, 30, T40. Rồi chúng ta sẽ có mũi vít là BZ1, BZ2, BZ3, BZ1, BZ2, BZ3. Lục giác chúng ta sẽ có 2.5, 3, 4, 5, 6, 8. Đó là lục giác 8. Rồi một cái đầu nối dài ra, và một cái đầu 1/4 để chúng ta cắm những cái đầu khẩu nè. Nguyên một bộ luôn, 30 chi tiết. Thì cái bộ này á, là giá của nó, bản thân của nó là 480.000, kèm theo một cái cần chữ T 440.000 nếu cả nhà mua riêng lẻ. 440.000 đó, chúng ta sử dụng nè, gắn vô ha. Rồi mình muốn gắn mũi vít thì mình đưa vô mũi vít nè, vặn thôi ha. Đó, hoặc là chúng ta muốn gắn cái đầu khẩu, gắn đầu khẩu gì vô đây đó. Như thế này là thành một cái đầu khẩu. Combo này 440, 480 cộng lại là chúng ta phải mua với giá là 920.000 giá khuyến mãi. Chỉ có một combo nhất là 680.000 chưa bao gồm phí ship, chuyển khoản là sang bao ship luôn. 680.000 một cái cần chữ T nội địa Nhật của Sinlax, đây Made in Japan, chữ T. Cái cần chữ T này dài 2 tấc, cái bề ngang của nó là 1 tấc, hơn 1 tấc, khoảng 1 tấc 3 tấc 4 gì quá, tấc 3, tấc 25. Cần chữ T Sinlax, cần chữ T này mua riêng lẻ là 440, sang kèm một combo như thế này, chỉ có một combo thôi, 680.000. Cả nhà nhắn dùm sang là combo CSC, cái mã của nó là CSC, combo CSC. Combo kế nữa, không phải combo mà là một cái tu vít điện của Vietcell hôm rồi là sang đặt vài cái giao cho khách, và giờ còn một cái ở đây. Vít điện Vessel còn một cái, một
gồm có một cái vít cán vít và một mũi vít ở phía sau đây. Cái này chúng ta sạc điện thì dùng cốc sạc điện thoại chúng ta sạc. Pin lithium ha. Hàng mới nha cả nhà, chưa qua sử dụng. Thì cái này cả nhà sẽ được mua với giá hôm nay là 780, chuyển khoản là bao ship luôn, 780.000, có một cây duy nhất một. Còn một cây duy nhất một 780. Đây, nó sẽ có một cái cáp sạc cho mình và một cái tô vít special chuẩn Made in Japan. Đó. Chúng ta ghim điện vô pin lithium và cái này á, thì pin của nó là 3.6V. 3.6V ha. 250 vòng trên phút. Đẩy xuống là nó quay vô, kéo lên là quay ra. Cái này là chúng ta sử dụng vít điện tử để dùng để chúng ta mở mạch điện tử. Nó không phải là một cái tô vít để chúng ta vặn lực nặng như sửa xe thì không nên sử dụng cái loại này ha. Cái này dùng cho anh em nào sửa điện tử, sửa những cái máy tính chẳng hạn đó. Sửa CPU, rồi những cái tủ điện hoặc là bắt camera. Bắt camera thì chúng ta sử dụng những trong cái tủ điện ta vặn những ốc. Nói chung là những cái con ốc nào khoảng 4 ly này nọ thì là ok. Rồi, cây này là 780 bao ship khi chuyển khoản. Mã là cái nhà nhắn là cái tô vít điện đi, tô vít USB đi, tô vít USB. Kế đến là một cái kìm bi kết, kìm bấm chết bi kết. Giá khuyến mãi đợt này cả nhà nhắn dùm sang VBK 250 363.000, khuyến mãi giảm sale 40%, 40% còn 218.000. Made in Japan nha. Cái chữ Made in Japan nó in nè, coi nè, nghiêng mới thấy in mờ. Mối hàng rất là chắc. Chỉ có một cái là cái cây này á, thì có cây nó sẽ có cái độ gơ nhất định, còn có một cây thì nó sẽ rất là khít luôn nè. Như cây này là rất là khít, nó không có bị gơ này cả nhà. Đó. Nhưng mà khi bấm lại nó sẽ hơi bị chéo miệng như này nè. Tại vì cái chỗ này nó có một cái độ gơ á. Thì giá nào tiền nào của đó, 363.000. Còn những cây như lobster rồi nó tới 900 mấy mà. Bi-cut kích thước 250. Đó. Cái này làm nghề thì rất là ngon ha, không có sợ gì mà nó phải cái nó chất lượng nó cũng ổn định, chất lượng tốt so với hàng Đài Loan, ngang ngửa hàng Đài Loan. Rồi, chốt dùm sang cái cây này. VBK 250 218.000. 363 giảm còn 218, chuyển khoản là bao ship luôn. Kế đến là một cái cây kéo VX9 của ARS. Khi mua cây kéo này sẽ tặng một cây cưa, không có trừ ngang giá mà là tặng một cây cưa. Bởi vì mỗi cái nó sẽ có hai tồn hai cái cho nên là tặng cho nó hết luôn. VX9 thì cây kéo nó sẽ dài ra khoảng, tính đo thực tế cho nó đúng không, 220mm luôn, 220mm Made in Japan. Đó. Kéo là cán là nó bằng nhôm, lưỡi là mạ rơm cứng, chống reset, lực cắt rất là nhẹ. Khi xài chúng ta chỉ cần khóa lại như này, bóp như này nó sẽ ra nè, thấy không? Đó. Rồi, cây này 980.000. Khi cả nhà mua cây này, ở đây là sang đang khuyến mãi, ngày hôm nay là ngày 19 tháng 9 ha cả nhà, chỉ giảm giá trong hết tuần này thôi nếu mà còn. Cây này là 980, cả nhà sẽ được tặng một cây cưa gấp mini của thằng ARS luôn. Cưa này làm bonsai làm kiển rất là gọn. Cây này mắc tiền lắm nha, cây này nó mua mới là 300 ngoài đó, nhỏ mà nó có vỏ của ARS luôn, Made in Japan nè. Rồi, mua cây cưa, mua cây kéo tặng cây cưa. Mã VX9. Combo gồm có một cái búa và một cây kìm. Cây kìm nguội của Top 175 ly. Kìm nguội, kìm nguội này tổng chiều dài của nó là 185 ly. Đây là cái dòng kìm nguội xưa, tức là chuẩn xích cũ, hàng tồn kho đó. Nó mạ cái nhà thấy nó mạ, nó có một cái
cái lấp lánh nào đó. Nó khác biệt cái thằng tớp thường hay nó mạ đen kiểu đó đó, giống như những hạt kim cương nhân tạo vậy đó, như là những cái hạt đá nó lấp lánh tăng độ cứng cho kiềm á. Thì cây này đo hồi nãy đo thực tế là nó là 180 nè, hơn 180 tí xíu nè, thấy không? Một cây kiềm nguội cả nhà đã mua là cái giá cái kiềm nguội này nó cũng đã là 390.000 rồi, thêm một cây búa bi OH một phao tức là cái đầu búa nó sẽ là 450 gram, cả cán luôn nó rơi vào 550 gram á, búa bi, cây búa nữa cộng cái kềm nữa, chúng ta sẽ mua combo này 590.000, chuyển khoản bao ship. Combo này cả nhà nhắn dùm sang combo kìm nguội top, combo kìm nguội top hoặc là CB175 cũng được. Combo này hai món 590, chuyển khoản bao ship. Kế đến là một cái cây cuối cùng, một cây cuối cùng, cái vòi tưới của Takari. Thì vòi tưới này là chúng ta cầm như này dài để dối tới hoặc dối trên cao á, và tưới những cái gì mà chúng ta sợ dập lá, nó sẽ tỉa tán ra rất là mỏng, tỉa tán rất là mỏng, tỉa ra rất là cái xương á, phun rất là mỏng. Ở đây chúng ta sẽ khóa lại như thế này đã khi mà sử dụng xong. Tổng chiều dài của cái cây này là 36 cm, nó được gia công ở hai nước Made in Việt Nam và Made in Taiwan. Made in Việt Nam là cái phần nhựa nè, Made in Taiwan là phần kim loại. Chốt dùng sang cái mã này G252. Cây này 450, phiến mãi còn 330.000, chuyển khoản bao ship. Cái mặt đường hoa sen này là nó sẽ là 4 cm, 330.000, chuyển khoản bao ship. G252. Và một cây kìm tuốt dây điện BA30 nữa. Ở đây còn hình như hai cây quá. BA30 của Engineer, được gia công ở Đài Loan, Made in Taiwan. Cái mẫu này nó sẽ có rất là nhiều thương hiệu, từ giá rẻ cho đến giá cao. Có những cây nó chỉ có 70-80 ngàn cũng có luôn, y chang. Nhưng mà cái phần nhựa này rất là ăn thua với nhau ở phần kim loại. Phần nhựa này nè, phần lưỡi nè, là giá tiền nếu mà nó rẻ, càng rẻ thì cái này nó mỏng mỏng dánh nè, cái này cũng vậy. Và khi chúng ta tuốt là có khi nó gãy luôn ha, có khi nó gãy luôn. Còn những cây này cây xịn, những cái chi tiết như đây, ốc, những cái bấm như này, rồi phần dập đây dày dặn rất là nhiều, phần lưỡi cũng vậy đó, khác biệt nhau ở cái phần đó thôi. Tức là mẫu mã thì nó giống nhau, chúng ta chỉ còn có chọn là những cái cây thương hiệu đó thì nó sẽ có cái chất lượng kim loại nó tốt hơn, nhựa nó tốt hơn. Cái này chúng ta sẽ tuốt được đường kính là 2.6mm nè cả nhà, tối đa là 2.6. Đó. 2.6mm. Cái guộc 2.6. Rồi, cây này nó có cắt kim loại đây luôn, ở cắt cái dây luôn. Cây này cả nhà chốt dùm sang BA30, cây này giá 690, khuyến mãi còn 500k. Chuyển khoản là bao ship hết nha, chuyển khoản là bao ship hết. Còn phí ship nhìn chung thì những cái món hàng này á, nó rơi vào khoảng tầm khoảng 30.000 thôi à. Khi mà chúng ta gom nhiều lắm thì nó cũng nhảy lên khoảng 35.000 thôi. Những cái món hàng nhỏ thì nó không có đắt tiền lắm về phí ship. Đó là cái phần kìm, mã là BA30. Và cuối cùng của video này đó là một cái cúc nói. Cái này cũng còn vài cái nữa là sang phiến mãi lia kho thanh lý cho nó xong luôn nè. Chốt dùng sang cái cúc nói này G061, 350 còn 210.000 bao ship. Cái cúc nói này là một dạng gắn vào trong cái vòi nước của nhà mình, chúng ta siết lại bằng con ốc này. Cái này nó bằng cao su, siết lại là nó kín mít luôn, nó sẽ chảy nước xuống đây. Đó, chúng ta về chúng ta siết vô xong rồi khóa cái vòi lại. Đó, khi nào sử dụng thì chúng ta chỉ cần cắm vô này, còn không thì chúng ta tháo ra và nó vẫn cố định một chỗ trên cái vòi này để chúng ta sử dụng nước ở đây luôn. Đó, còn khi nào chúng ta sử dụng dây á, thì chúng ta chỉ cần cắm vô đó ra nước thôi. Cái này á, cái đường ống ở đây nè, ống cắm đây nè, 12-15 ly, thành đường ống ở trong á, 12-15 ly.
Còn phía ngoài này, tức là cái vòng, nếu mà chúng ta đo cái ống bên ngoài nhét vô vừa cái này á, là nó vừa nè. Cái này là được 20 mm nè. Cái ống đường kính ngoài á. 350.000 giá khuyến mãi còn 210, chuyển khoản là bao ship luôn. Đó, cứ chuyển khoản là sang bao ship hết. Sang vừa giới thiệu cho cả nhà, hôm nay khuyến mãi, chương trình này là khuyến mãi rất là sâu rồi cả nhà. Cả nhà chốt đơn nhắn vào số 0933 119 646. Cảm ơn và chào tạm biệt cả nhà.